Chào cả nhà. Bữa nay mình nấu bánh canh nha cả nhà. Cái này nước mình cũng để củ hành vô đây, rồi mình cũng nêm nước đàng hoàng, rồi mình để xương heo vô nha cả nhà. Nay mình có mua cái giò heo về mình nấu bánh canh cho mấy đứa cháu mình với nay có quanh về chơi. Nấu cho con mình nó ăn cho vui một bữa rồi mai nó cũng đi rồi cả nhà ơi. Giờ mình để vô rồi cả nhà ơi, để lát nữa mình coi mình canh mình vớt bọt nữa là xong. Và chiều nay mình nấu xong rồi mình mời cả nhà lên dùng với gia đình mình nha. Rồi cả nhà ơi, giờ mình đã xong rồi cả nhà, bây giờ mình lên bàn mình mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Bánh canh bình thường vậy thôi chứ cũng không có gì cả nhà. Rồi vậy mời cả nhà dùng gia đình mình. Rồi bấm đi thôi bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào. Xin chào bà cô chú. Mời cả nhà ăn bánh canh mời. Con mời ông bà cô chú mời. Trong đó đủ. Mời mẹ, mời ba, mời nội, mời anh lên với con. Mời anh con. Thì để qua đây đi. Chào cả nhà. Hôm nay mình nấu bánh canh cả nhà ơi. Nay có con mình về với mấy đứa cháu về. Mình kệ nấu nồi bánh canh ăn cho vui với con cháu. Bữa nay Quang đi đám. Thành không có nhà. Bây giờ mấy mẹ con mình ở nhà mình làm cái clip để tâm sự với cả nhà thử coi nha cả nhà. Cái này Nhã Quỳnh Nhã Quỳnh đạo gì? Nhã Quỳnh quay á. Nhã Quỳnh quay á cả nhà ơi. Nè con. Lớn rồi. Bữa nay ba Quang đi đám, không có nhà. Thôi bà ngoại nấu bánh canh ăn cũng ngon quá trời. Ngon không? Lâu lắm rồi gái mình nó mới về cả nhà ơi. Ê, quanh bệnh thì cả nhà cũng biết ở Sài Gòn chứ cũng không xa gì lắm. Làm tôm canh tầm ở nhà ở đây ở Sài Gòn cũng xa gì lắm mà bệnh thì cả nhà cũng biết rồi, cũng mỗi lần đi vô bệnh viện chạy thì cũng mệt cho nên cũng ít về cả nhà. Làm canh cho ba, làm canh cho ba với tôm này. Nó có luôn á. Hiếp, mẹ làm cho con tô bánh canh nha Hiếp. Nó lắm luôn, khó là nè, có sẵn này nè. Có sẵn này nè. Sẵn này. Lấy ghế cho ba đi con. Lấy ghế cho ba. Hiếp, đây nè Hiếp ơi. Hiếp ăn với mẹ nè. Lấy cái ghế cho ba đi con. Nay có con mình vô ăn cái mình cũng vui ở nhà ơi. Ăn đi con. Con gái đồ nào nè, con ăn đi. Đồ con á, con nó bực nè. Con ngồi đi, con ngồi đi. Cái đũa ăn đâu con, cái đũa cho ba con. Đó đâu. Lấy cái muỗng, cho ba. Nè, ăn dối nha. Con có ăn khi ấy không? Không ăn này hả? Ủa rồi đó. Ăn giá vô miếng con. Con có này không? Dạ. Để vô miếng thì vô ngon con. Để mình thử coi nha. Mời cả nhà dùng với mình nha cả nhà. Ăn cũng ngon hả? Ngon không? Ngon. Cà cũng còn. Chút đi vô hải. Ủa? Hai mấy trái hả? Không cà. Không bắt mắm không? Không ăn nữa.
rồi tiếp. Rồi. Ngoài lên luôn lên lại. Mới xới cả hứa trời. Chỗ xuống thì bị hái nữa rồi. Nói chứ con mình không về thôi, về mình cũng mừng nhưng mà nhà ơi mình cũng vui, nhà ơi cứ trông con mình về không mà nay cũng cả lâu lắm, cả tháng rồi mới về á. Cái này mình nấu bánh canh lên nhưng mà mình cũng cần cho nó bớt lên mình mới để vô cả nhà ăn đại đi con. Ủa nãy giờ con có lấy thịt đâu? Có mà lấy đồ đũa đó ăn đi vô, ăn tự nhiên ăn đi con, thịt vô rồi coi nãy giờ là để có thôi ăn từ nãy xong. Con ăn đi con. Nóng nè con. Ăn tự nhiên lên đi, ăn cho nhiều nhiều vô. Cầm bóc cho. Con thì nóng bao quá. Ăn ngon, ăn tải vô mũi. Ăn ngon tải mũi. Đừng lấy tiêu. Cái đứa nào ăn tiêu không? Mẹ cũng không tiêu. Giờ là đi lại thằng Miễu Tục Tinh. Bên mà không nghe khen gì tên giờ mới khen á. Nó làm gì cái đẹp ha. Dạ nãy con ăn chưa cảm nhận được vị. Phải không? Nãy giờ không cảm nhận được vị, giờ ăn cảm nhận được vị là biết ngon phải không? Trời ơi, tôi nấu mà ai khen khen ngon tôi cũng vui lắm nha. Nhã Quỳnh nó nói nãy giờ vị ăn ngon mà con nãy con chưa cảm nhận được vị mà giờ con cảm nhận được vị thì con thấy ngon hết cả nhà. Bà nấu cháo kem bà cả nhà ơi. Con bước rồi đó, con lấy giấy về giùm mày á. Bước mày mai mấy nhà ba bốn giấy con. Mua giấy rẻ không? Mua 200.000 sáu bịch.
cho con một tờ giấy nha. Đây. Có liền, có liền. Con có không? Dạ có. Để mình nói cho cả nhà nghe, mình ở đây ở cách nhà mình hai căn nhà cả nhà. Có một cái miễu đình Thần Hoàng. Mà trong cái miễu đó thì có một bà Phật Quan Âm. Hồi nào giờ thì không có tụng kinh gì hết đó cả nhà. Rồi coi như bà con ở đây người ta thấy cũng lạnh lẽo mẹ Quan Âm, cho nên mấy chị ở đây đi ra xã xin với xã với ủy ban là người ta cũng cho tụng một tháng tụng kinh một lần, để cho ai mà ở đây mà muốn đi ra mà chùa ngoài Lạc An xa dữ lắm, đi ra ngoài ấp 2 xa lắm cả nhà, cho nên Phật tử ở đây cũng ít đi. Cho nên nha, giờ có dịp này giờ người ta cũng muốn những người vòng vòng ở đây nè, có khó đi chùa thì mình lợi đó, mình tụng kinh đó cả nhà, một tháng một lần, tháng một lần mà bây giờ tháng được hai lần, cho nên mình gần nhà thôi mình cũng nên đi cho nó, cũng nên đi cho tốt quá cả nhà. 6 giờ bắt đầu tới, tháng được hai lần. Nó là mình thấy vỏ dưới to vui. Ôi ăn hết tu luôn á, giỏi quá ha, bữa nay mới thấy ăn nhiều á, nay rất là tăng nước luôn. Cái này để miếng con rác sầm bom nha, cho nó có cái này cho nó thơm. Nướng không quá, nướng nó đỏ lên. Con ăn cũng để đó, còn vô đi con chạm bà ơi chú hả, con xuống con. Cắt cho chú ăn vịt ha. Cho con chó ăn nè. Xương. Xương đấy. Chào ông bà cô chú, ông bà cô chú nhớ mộ cơm bà con với mẹ con, mà cô chú ba hay mà cô chú uống xong gót mẹ uống thử. Ừ, đúng rồi, gót thì mẹ con uống thử thử coi. Ấm ấm rồi, ấm ấm rồi chưa? Chưa. Rồi con chào bà cô chú đi. Chào rồi xuống. Chào cả nhà. Hôm nào làm clip, hôm nào về làm clip lần nữa. Chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe được bình an nha cả nhà. Bây giờ bữa ăn mình cũng đã xong, mình cũng cảm ơn cả nhà cũng ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chào cả nhà.